Mình vẫn luôn nghĩ may mắn lắm mới yêu được Hải Cho đến khi biết bị nó cắm sừng Tạm gọi chàng trai dũng cảm đó là Hải Mà tên thật của nó cũng là anh Hải luôn Mình thì ưa nhìn Gia đình cũng khá có điều kiện Yêu vào ai cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho đối phương Mình thì không ngại tặng anh đôi giày 20 củ sinh nhật Cho mượn tiền đổi laptop Thì anh cũng yêu ái Tặng riêng mình cặp sừng Mình còn lo cho anh công việc ở công ty bạn Rồi cho ở chung cư mà bố mẹ mua cho mình nữa chăm chút là như vậy mà Hải dám rêu rao. Linh dầu cứt sắt, đi chơi không bao giờ trả tiền. Những lần đi ăn, nhà hàng nào không cho quẹt thẻ, Hải mới phải trả. Còn đâu toàn mình thanh toán hết. Thì méo hiểu sao lời đồn ấy từ đâu ra. Mình phát hiện cặp sừng non trên đỉnh đầu nhờ phát hiện mùi nước hoa nông nặc sộc thẳng vào mũi. Với kinh nghiệm thì đảm bảo đây không phải mùi nước hoa của thằng ML này vì nước hoa của nó là mình mua cho. Mình sẽ sử dụng chiêu thức duy nhất, stock Facebook. Zalo, Insta Nhưng cả ngày trời ôm lát để tìm Không phát hiện được manh mối nào Hôm ấy mình sang Nó nói công ty có việc gấp Mình tỏ vẻ thông cảm lắm Nhưng sau đó mình âm thầm hỏi con bạn Và không ngoài dự đoán Công ty không có việc gì Thằng chó này vừa xin nghỉ phép Đời không cho vai mà mày lại diễn à Lúc chị đây nhận giải diễn viên Mày còn chưa biết bò đâu Nhân lúc nó trải chuốt trong nhà tắm Mình âm thầm dầu khóa xe đi Nó tìm một lúc thì hỏi Linh thấy chìa khóa xe của anh đâu không? Em không biết, không thấy thì bắt Grab đi kẻo muộn. Âm thầm theo sau, thấy nó ngồi ở quán nước cạnh một con bé. Máu dồn lên não rồi, nhưng mình muốn thu thập đủ bằng chứng mới hả dạ được. Dù gì, nó cũng được như giờ, đều là nhờ mình cả. Khoảng tuần sau, mình thường qua chung cư của Hải. Những lúc nó đi tắm, lấy đồ ăn hay không để ý thì mình đều lấy điện thoại của nó để trách một ngày đẹp trời đang lén kiểm tra trong mục tin nhắn thì lỡ bấm vào tin nhắn của viettel lúc ấy ngỡ ngàng phát hiện nó lưu số con bồ là viettel chứ không phải tin nhắn của tổng đài bọn chó này còn cao thủ tới mức copy tin nhắn của viettel rồi mới nói lời yêu đương ong bướm để có hiện lên thông báo trên màn hình thì cũng không bị phát hiện chọn ngày chi bằng ngay lúc này lấy máy thằng này nhắn ngay cho con danh kia hẹn nó qua đây khỏi chần trừ con này đồng ý ngay tấp lự sau thao tác xóa đi đoạn hội thoại này Hải cũng lên công ty có chút việc Mình nhẹ nhàng nằm trên ghế chờ đợi Quả nhiên 30 phút sau Tiếng mật khẩu mở khóa À khá lắm Mật khẩu nhà con này cũng biết Chứng tỏ thường xuyên bọn này lui tới đây Nhìn ra ngũ ngoài của nó Mình nói Hai em Chắc không cần giới thiệu Chị là người yêu của Hải nhờ Vâng em chào chị Em là em họ của Hải Hôm bữa em quên đồ ở đây Em tạt qua lấy rồi đi luôn Thôi, thẳng thắn vào việc luôn. Hu trà, sinh viên năm ba, trường đại học X, quê y đúng không? Dăm ba thông tin của em có là gì? Cứ lấy thoải mái, đồ của chị bị động vào, chị cũng không ngại vứt đi đâu. Nhờ thông tin ít ỏi vừa stock được, mình cũng chém không chớp mắt. Nhưng nhờ thần thái và nụ cười bí ẩn thì con trà tái mét. Chó cùng rất dậu, nó quay ngoắt. Anh Hải yêu tôi, ai không được yêu là kẻ thứ ba. Chị cút khỏi nhà của anh Hải mau. Thế ư, gọi anh yêu của mày, xoé giấy tờ ra đây xem nhà ai. Bừa dứt câu thì thằng Hải về, thiêng vãi. Thôi thì ba mặt một lời luôn. Hải lúng túng giải thích qua lại với con kia chỉ để giải quyết nhu cầu. Bởi vì mình có nguyên tắc, không làm gì trước khi kết hôn. Lý do trứng tay vậy mà cũng thở ra được. Mồm nó còn dẻo hơn cả kẹo cao su tổng hợp. Đòi sống đòi chết. Mày chết đi tao xem. Và cho nó bốp một cái rồi nói. Những món này mày nợ tao không tính Vì chẳng là cái méo gì cả Nhưng mà nhà này của tao Mày không được phép ở thêm phút nào nữa Mày không có tư cách xuất hiện trước mặt tao Nên cẩn thận Tao đòi lại hết đấy Nói xong mình bỏ đi Bạn thân mình biết chuyện thì chửi sắp mặt thằng chó rồi đuổi việc luôn Nó còn trách mình Mày không gọi tao đến Tao kéo đàn em đến dã cho nó như tử Việc gì phải bẩn tay Ngữ đấy không ăn cơm thì cho ăn tát và duyên số thế nào, con trà xanh kia làm thêm đúng quán cà phê người yêu bạn mình, kiểu có tiền mở vì đam mê nên con trà dù nhân viên lâu năm cũng bị đuổi trong lớp nhạc. Đời mà ai cũng phải gặp quả táo nhãn lòng thôi. Chào các bạn, xin tự giới thiệu một chút, mình là một cô gái khá xinh đẹp, chân dài, thành tích cũng khá vì 12 năm liền là học sinh giỏi lại đang là sinh viên đại học có tiếng. Vì thế, khi yêu đương, mình có tiêu chuẩn riêng, chỉ yêu những anh chàng lương trên 30 triệu thôi. Mà mấy bạn có công nhận là yêu mấy anh chàng không có kinh tế thì rất khổ tâm và chán không? Lựa chọn mãi thì mình cũng chấm một anh. Anh có khoe bảng lương với mình, tính hết phụ cấp cũng được tầm 30 triệu 500k. Vừa đủ tiêu chí của mình nên mình đồng ý hẹn hò. Cứ nghĩ quen bạn trai lương cao thì sướng lắm. Ai ngờ đâu lương cao mà keo kiệt thì còn là mình tức hơn. Anh là chúa tể kibo vì anh không bao giờ mua hàng giá gốc. Anh toàn canh sale mới mua. Cứ đến mấy ngày sale như là 8 tháng 8, 9 tháng 9 là y như rằng mình hẹn đi chơi là anh toàn cầm điện thoại bấm bấm săn sale. Còn không đi chơi thì coi như anh bơ tin nhắn và không thèm bắt máy điện thoại video cung của mình luôn. Nhiều khi anh ngồi phân vân, so kè từng 10k luôn ý. Có lần đi chơi, mình ngửi mình thấy anh bị hôi nách Hỏi ra mới biết Lăn nách của anh hết rồi Nhưng đợi đến ngày sale mới mua Để tiết kiệm thêm 30k Mình bực quá có nói Lương anh 30 triệu lận mà Anh mua giá gốc cho rồi Canh sale chi cho mệt vậy Thì anh chỉ cười hì hì Tích tiểu thành đa em Mình phải tiết kiệm thì sau này mới có nhà có xe Chứ xài phung phí tiền tỷ Thì cũng lỡ ở đó Đã thế mua quả cho mình Thì anh cũng canh hàng sale thôi mình thích son màu này nhưng anh lại mua màu khác vì có sale. Nhiều lần mình tức lắm nhưng mà cũng cố bỏ qua. Mình thấy bạn bè của mình có những đứa còn không xinh như mình. Thế mà đã được bạn trai đặt mua iPhone 14 cho rồi. Nên mình cũng vòi Vĩnh Anh. Anh mua iPhone 14 cho em nhé. Em chán cái 13 Pro Max rồi. Thế nào mà anh lại mắt tròn mắt dẹt bảo. Ơ, ờ, em còn chưa trả góp xong cái 13 Pro Max. Mà giờ em bảo chán là như thế nào? Thì em mới nhờ anh mua giúp Lương anh tận 30 củ khoai Thì trong khả năng mà Mình nũng nịu xong thì anh bảo Ừ em chọn màu đi Nhưng mình chưa kịp mừng Thì anh đã nói tiếp Năm năm nữa anh mua cho Chứ giờ thì không có mua đâu Nghĩ sao mà anh mua iPhone 14 cho em Anh còn xài iPhone 6 đời nhà Tống Trong chuyện truyền thuyết đây này Mình cứ chạy đuôi theo công nghệ Thì có mà chết Tiền còn để sau này gửi hỏi Xây nhà nữa mình nghe mà hụt hẫng luôn. Giờ mà nghĩ cưới hỏi mua nhà thì có phải quá xá không? Mà chắc gì anh đã cưới mình đâu mà mình phải nghĩ xa thế nhở? Giờ sống cho hiện tại chẳng phải tốt hơn đúng không? Mình giận dỗi, anh cũng có năn nỉ. Thôi mua gì trong khả năng của anh thôi. Trung thu sắp tới rồi, anh mua bánh trung thu rồi đem về biếu ba mẹ nhá. Mình nghe xong thì cũng thấy xui xui. Ai ngờ đâu anh hứa mãi cũng chẳng thể mua bánh về thăm ba mẹ với mình. Hỏi thì anh cứ bảo là Đến đúng dằm tháng 8 đi Rồi mua luôn cho đúng ngày mới ý nghĩa Đến khi ra tiệm mua bánh với anh Thì mình mới vỡ lẽ Thì ra chẳng phải anh cần đúng ngày cho ý nghĩa gì cả Mà anh đang canh sale thôi Anh mua một hộp Được tặng thêm một hộp nữa Hay ho thế nào mà anh lại đưa cái hộp được tặng cho mình Ôi đợi đến ngày này Mua một tặng một cho đỡ tiền Mua sớm ít hôm Đâu được tặng gì thành ra phải trả giá gấp đôi này hộp bánh được khuyến mãi anh biếu bố mẹ em này còn hộp này anh biếu bố mẹ anh mình há hốc mồm luôn má keo gì keo dữ vậy tính ra là anh biếu quà cho bố mẹ mình mà chẳng mất xu nào luôn mình tức quá nên hết lên nghĩ sao tặng cho ba mẹ em quà khuyến mãi vậy chia tay đi đồ keo kiệt bùn xỉn. anh còn lắp bắp bảo vậy em lấy hộp bánh mà anh mua nè còn hộp khuyến mãi anh đem về biểu bố mẹ cũng được nói y chang nhau mà mình bực quá đá cho anh ta một cái rồi đi thẳng luôn đúng là lương cao mà keo thì cũng chẳng sơ múi được gì sau này mình phải chỉnh lại tiêu chuẩn là bạn trai lương trên 30 triệu nhưng không keo kiệt không đam mê với đồ khuyến mãi mới được Em gặp crush của mình vào một ngày mưa Lý do em crush anh ấy thì có thể mượn lời bài hát của chị Chibu để miêu tả. Đó là, tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng. Hôm ấy trời mưa to, em lại không có áo mưa, nên đành tránh mưa ở mái hiên trường. Khi anh ấy đến, đưa áo mưa của mình cho em rồi bảo. Em gái của Khang đúng không em? Anh Tùng, bạn của Khang. Quên mang áo mưa hả? Anh không có sợ lạnh, nhà anh cũng gần trường. Nên là em cầm áo mưa của anh mà về Thế là anh đưa em chiếc áo mưa trời dầm mưa về Nhìn anh ướt sũng em thương lắm Từ đó crush anh luôn Tối hôm đó em có về tìm kiếm in tư của anh Em dễ dàng kết bạn trên Facebook với anh thông qua bạn bè của anh trai em Anh nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn Còn chủ động nhắn tin cho em nữa Em vui lắm Cứ nghĩ là Chris quan tâm mình Nói chuyện với nhau một thời gian Chris nhanh chóng tỏ tình và em đồng ý ngay lập tức. Nhưng bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò thì em cứ thấy sai sai. Em và anh yêu nhau, nhưng mà anh chẳng bao giờ nắm tay em luôn chứ đừng nói là hôn môi hay đi quá giới hạn. Có lần em chủ động nắm tay anh thì anh lại đẩy ra bảo là "Ôi, em làm gì đấy? Sao lại nắm tay anh? Chưa phải lúc đâu em." Tiếp theo nữa, em cảm thấy có vẻ như người anh quan tâm hơn cả em chính là anh trai của em anh người yêu thường xuyên gọi video call cho em nhưng mà mỗi lần gọi cho em đúng giờ anh trai em luyện thanh tập hát là anh người yêu liên tục hỏi em khang đang hát đúng không em có khi em kể cho người yêu nghe một câu chuyện thật là dài và hài hước mà đến khi em hỏi lại anh người yêu dường như không nghe lọt tai chữ nào em nói chỉ luôn miệng khen ui giọng khanh nghe ấm ghê là em đã thấy sai quá sai rồi chưa hết em đăng hình lên facebook hễ ảnh nào có mặt anh trai em là y như rằng anh lại vào thả tim rồi còn bình luận trái tim các kiểu nữa ảnh nào em chụp không có anh trai thì y như rằng là bị người yêu bơ luôn em rủ người yêu đi chơi thì anh chẳng chịu ra ngoài cứ một hai đòi về nhà của em chơi nhưng lúc em dẫn anh về nhà thì lạ lắm anh cứ liên tục tìm cách tiếp cận anh trai của em mặc dù không chạm vào người em nhưng mà anh lại tìm nhiều cơ hội để đụng chạm cơ thể của anh trai em như là chạm tay hôm nào mà sang nhà em mà không thấy anh trai em thì anh lại hỏi ủa khang đâu rồi em khang không có nhà hả thật sự em đã quá nghi ngờ anh rồi một lần nọ em quyết định hỏi thẳng bạn trai là anh thích anh trai em hả thì người yêu lại chối đây đẩy bảo không có chỉ yêu em thôi đỉnh điểm là một lần anh sang nhà em chơi trong lúc em đi lấy nước cho anh thì anh lại lén đứng bên cạnh cửa phòng anh trai em nhìn vào trong để nhìn lén anh trai em thay đồ. Mặt anh lúc đó cứ liếm liếm mép kiểu mờ lem mờ lem trong biến thái kinh khủng luôn. Em thấy thế thì hét lên. Cả anh và anh trai em đều giật mình. Anh trai em ngay lập tức chửi anh. Biến thái là nhìn trộm tao. Rồi đấm vào mắt anh một cái. Khiến mắt anh bầm tím lên. Mà em cũng chẳng thế nào bên anh nổi. Thế nào? Vậy anh còn chối là không thích anh trai em nữa không? Lúc này thì anh mới khai thật. Tất cả là yêu thầm anh trai em từ lâu Nên mới vợ tán em chỉ để được tiếp cận anh trai của em Em nghe mà buồn dữ lắm Hóa ra em chỉ là người bị lợi dụng Cơ mà anh trai em không có thích con trai Nên đã nói thẳng là chê rồi Còn em thì vẫn nặng tình với anh lắm Nhưng anh lại không thích bánh bèo Nên dù anh trai em có chê Em cũng không dùng được Thật là ngang trái quá mà Mình và người yêu yêu nhau đã được 8 năm Từ lúc còn là sinh viên Anh hơn mình 3 tuổi Mình học kinh tế còn anh học y Tình yêu lúc đó đơn giản lắm Chỉ biết yêu và cuồng nhiệt yêu Chẳng nghĩ gì về cơm áo gạo tiền Nhưng giờ thì khác rồi Mình cũng ra trường 5 năm rồi Cũng lăn lộn đi kiếm việc Bây giờ mức lương cũng gần 20 triệu Vậy mà anh vẫn còn xin tiền bố mẹ Để xài Đấy là mình chưa kể Anh nhiều tuổi hơn mình Năm sau cũng 30 tuổi rồi do anh học y nên thời gian học lâu hơn mình nhưng anh chậm ra trường hơn vì anh nợ quá nhiều môn mình cảm thấy anh không tập trung vào việc học đã thế khi ra trường anh cũng không vội đi tìm việc ngay mà lại tiếp tục học thêm chứng chỉ này chứng chỉ nọ sau đó cũng xin vào được bệnh viện nhưng là dạng thực tập sinh và không có lương công nhận những người học y thì giỏi thật nhưng với người yêu mình thì mình cảm thấy anh dành hết thanh xuân cho việc học bà gần 30 tuổi rồi vẫn chưa đi làm ra được đồng nào lúc mới yêu nhau biết anh học y mình còn tưởng tượng ra là cảnh sáng anh đi làm bệnh viện chiều ra phòng khám tư vừa tay giỏi vừa làm ra được nhiều tiền nhìn anh bây giờ mình thất vọng lắm vì chẳng làm ra được đồng nào nên hàng tháng bố mẹ phải chu cấp cho anh nhà anh thì gốc thành phố nhà mặt phố bố giàu sẵn luôn mỗi tháng bố mẹ cho anh tầm 50 triệu để tiêu Còn tiền đóng tiền học là riêng nữa Sau này nếu anh có mở phòng mạch riêng Thì bố mẹ anh thừa sức giúp Thế nhưng thứ mình cần đâu phải là ra thế Mình cần là nỗ lực của một con người Mình muốn anh tự lập Sau này còn lo cho mình và các con Chứ cứ lệ thuộc vào bố mẹ suốt như thế thì không ổn Bố mẹ đâu ở bên cạnh anh cả đời Để cho anh tiêu xài mãi Với cả sau này cưới về giữ tiền của chồng làm ra vẫn tốt hơn là tiền của bố mẹ chồng cho đúng không chị em? Mình nhiều lần gợi ý hay là anh cố gắng vừa học vừa làm thêm xem Chứ ai đời 30 tuổi đầu rồi mà vẫn xin tiền bố mẹ để tiêu Nhưng mỗi lần như thế anh đều bảo Vừa học vừa làm thực tập anh đã mệt lắm rồi Sức đâu mà đi làm thêm nữa Trong khi mình thấy anh vẫn có thời gian đi chơi, đi đá bóng, cà phê với bạn bè Mình tiếp tục thuyết phục thì anh lại cắt gỏng Em lạ nhở, tiền của bố mẹ anh thì anh tiêu thì có gì sai bố mẹ không nói không thắc mắc gì thì em nói làm gì với cả mặc dù hiện tại anh chưa làm ra tiền nhưng khi quen anh có bao giờ để em thiệt thòi chưa qua các vẫn đầy đủ vẫn đi ăn uống sang trọng đấy thôi làm nghề như anh thì phải đi chậm cho chắc phải nhìn đường xa chứ ở đâu ra một sớm một chiều mà giàu có ngay cho em được đúng là con gái đi tè không qua ngọn cỏ thiển cận quá mình nghe anh chửi mình thiền cận còn xúc phạm gặp phụ nữ Tức quá nên mình chia tay luôn Mình đâu cần một người đàn ông có gia thế giàu có Điều mình cần là một người đàn ông tự lập trưởng thành Anh cũng đồng ý mà chẳng níu kéo gì cả Anh bảo yêu trai phố như anh sướng vậy Em không biết tận hưởng còn chê bai Em nhã ra một phát hàng khối cô bâu vào hốt anh đấy Mười năm nữa nhìn lại anh thì đừng có mà tiếc Mình nghe xong mà chua quá Đến cuối cùng bọn mình vẫn không cùng quan điểm thật sự đúng là tiếc nuối tám năm thanh xuân vô nghĩa